chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống. Ngày Chủ nhật 18 tháng 12 có những tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản thông qua dự luật hợp pháp hóa cờ bạc. Ngày 14 tháng 12, Thượng viện Nhật Bản đã bàn thảo một dự luật hợp pháp hóa các sòng bài ở nước này, mở ra cánh cửa cho phép các sòng bài được hoạt động thoải mái hơn ở Nhật Bản. Bỏ qua những lo ngại về vấn đề nghiện ngập cờ bạc cùng nhiều tệ nạn xã hội khác các nhà lập pháp của Ủy ban Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn dự luật mới hôm nay và bảo đảm rằng dự luật chắc chắn sẽ chính thức được thông qua. Vào ngày cuối cùng của phiên họp nghị viện, dự trù dự luật trên sẽ được Thượng viện thông qua do Liên minh cầm quyền, nắm đa số phần lớn mặc dù có sự chống đối của đảng Dân Chủ đối lập. Một cuộc thăm dò ý kiến của mọi người trong tuần qua của đài truyền hình NHK Nhật Bản cho thấy có tới 44% dân chúng Nhật Bản phản đối dự luật, chỉ có 12% ủng hộ và 34% chưa có quyết định cụ thể. Những người ủng hộ dự luật nói rằng việc mở rộng cửa cho các sông bay là một cách để thúc đẩy du lịch, vốn là một trong những thế mạnh của chính quyền Nhật Bản. Các nhà lập pháp Nam Hàn chất vấn các cựu nhân viên y tế của bà Phát Cận Huệ về việc bà mất tích 7 giờ đồng hồ các nhà lập pháp Nam Hàn ngày thứ Tư 14 tháng 12 đã lên tiếng chất vấn một số nhân viên y tế riêng của Tổng thống Nam Hàn Phát Cận Huệ về việc bà Phát bỗng biến mất hồi tháng Tư năm 2014. Việc bà Phát mất tích năm đó đúng thời điểm vào vụ tai nạn chìm xuồng Seawall vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, khiến cho 304 học sinh thiệt mạng. Tuy nhiên mãi đến 7 giờ đồng hồ sau, người ta mới thấy bà Phát xuất hiện trên đài truyền hình để nói chuyện và an ủi người dân. Các cựu nhân viên y tế của bà Phát đã phải ra điều trần tại tòa Nam Hàn ngày hôm qua. Một trong những cựu y tá là ông Shinbora cho biết ông đã đến dinh tổng thống ngày hôm đó để giao thuốc cho bà nhưng không được gặp bà. Ông Bora nói rằng vì việc ông không biết gì về việc bà biến mất ngày hôm đó. Ngoài sự việc trên, tòa cũng thảo luận về việc bà Phát có chích thuốc thẩm mỹ để giữ cho làn da trắng mịn không nếp nhăn. Các nhà lập pháp thậm chí còn đưa ra những tấm hình cũ của bà Phát và tuyên bố rằng bà đã giải phẫu thẩm mỹ. Bà Phát đã bị trút quyền tổng thống Nam Hàn hồi tuần trước. Tổng thống Phi Luật Tân gặp gỡ cộng đồng người Phi Luật Tân ở Campuchia. Tổng thống phi luật tân ông Rodrigo Duterte đã có cuộc gặp mặt với cộng đồng người phi luật tân sinh sống ở nông Pen, Campos vào ngày thứ Ba, 13 tháng 12, trong chuyến đi thăm chính thức kéo dài 2 ngày của ông ở nước này. Ông Duterte dẫn đầu một nhóm các đại biểu quốc gia cùng võ sĩ quyền Anh danh tiếng phi luật tân là ông Manny Pacquiao để gặp gỡ mọi người trong một khách sạn sang trọng tại thành phố. Ông Duterte đã lên kế hoạch gặp mặt nhà vua Campuchia là ông Norodom Sihamoni trong ngày thứ tư 14 tháng 12 và tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài độc lập. Lịch trình tiếp theo trong chuyến đi lần này của ông Duterte là gặp thủ tướng Hun Sen. Vào ngày 2 tháng 12, ông Duterte đã có cuộc điện đàm ngắn gọn nhưng khá thân thiện với tổng thống tân cử Hoa Kỳ là Donald Trump. Cuộc trò chuyện giữa hai ông đã diễn ra thân mật sau khi ông Trump ngỏ lời mời ông Duterte đến thăm tòa Bạch Ốc vào năm 2017. Thời gian qua, ông Duterte thường xuyên chỉ trích và có những phát ngôn nặng nề đối với Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama cũng như Hoa Kỳ bởi sự thù địch giữa ông và Obama. Rất nhiều lần ông Duterte đã dọa sẽ cắt đứt mối quan hệ ban giao nhiều năm qua giữa hai nước. Sản xuất xe lăn từ các bộ phận phế thải của xe đạp để tặng miễn phí cho người khuyết tật ở Đông Phi. Một cơ sở sản xuất xe lăn truyền thống có tên là Safari Seat tại Đông Phi đã giới thiệu ý tưởng thiết kế xe lăn hàng loạt từ những bộ phận bỏ đi của chiếc xe đạp để cung cấp miễn phí hàng ngàn người khuyết tật nơi đây. Theo chủ nhân của Savory Seed là anh Stuart McDeal nói rằng hiện có rất nhiều người khuyết tật ở Đông Phi không đủ khả năng chi trả để mua một chiếc xa lăng tân tiến mắc tiền, nên họ phải chấp nhận cuộc sống bất tiện và khó khăn để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Theo McDill, những chiếc xa lăng do anh sản xuất sẽ trợ giúp rất nhiều cho những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt và anh muốn giúp được càng nhiều người càng tốt. Bên cạnh việc giúp đỡ họ có phương tiện để di chuyển thì McNeil cũng nghĩ tới việc sẽ tạo công an việc làm cho những người khuyết tật bằng cách nhận họ làm việc tại công ty Safari Ship. Theo McNeil, cứ 200 người khuyết tật ở Đông Phi thì có một người không có phương tiện trợ giúp. Nhà sản xuất Safari Seed hy vọng rằng dự án của họ sẽ mang lại niềm vui cuộc sống cho những người khuyết tật. Các nhà khoa học khẳng định tập thái cực quyền giúp giảm bớt căng thẳng ở người. Trong tuần lễ vừa qua, các nhà nghiên cứu khoa học đã đưa môn võ thuật Trung Hoa cổ xưa là thái cực huyền hay còn được gọi là tài chi vào một nghiên cứu mới nhằm giảm bớt áp lực tâm lý ở người. Cuộc thử nghiệm đã được thực hiện trên 4 tình nguyện viên trong vòng 180 ngày ở thành phố Thẩm Quyến, phía Nam Trung Cộng. Các tình nguyện viên bao gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ vừa trải qua những ngày thử nghiệm cuối cùng về khả năng sinh tồn của họ để giúp các nhà khoa học hiểu thêm về hiệu quả của cách mà thức ăn, nước và oxy được sử dụng và tái chế trong điều kiện có kiểm soát. Để đối phó với căng thẳng, các tình nguyện viên được hướng dẫn tập thái cực quyền. Ngoài ra, họ cũng được ngồi thiền và tập hít thở để tĩnh tâm. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà khoa học theo dõi cách mà môi trường sống, cách tập luyện và các phương pháp hít thở có thể có những động tác tích cực tới sự thay đổi sinh lý, nhịp độ sinh học, giấc ngủ và cảm xúc của tình nguyện viên. Đã có hơn một chục tổ chức ở Trung Cộng và nước ngoài cùng tham dự vào thử nghiệm này, bao gồm cả Trung tâm Du hành Vũ trụ Trung Cộng, Đại học Harvard, Trung tâm Vũ trụ Đức Quốc. Câu chuyện cảm động về người đóng vai ông già Noel và bé trai hấp hối tại Tennessee. Trong cuối tuần trước, một người chuyên đóng giả ông già Noel trong các dịp lễ Giáng sinh hàng năm, anh Eric Smith đã được gọi đến giường của một cậu bé 5 tuổi đang hấp hối tại thành phố Jackboro, Tennessee. Đây là một trong những sự kiện rất khác biệt với nhiều sự kiện thông thường mà Eric Smith đã phải làm mỗi năm. Smith kể lại với các ký giả của đài thông tấn Reuters rằng anh đã vội vã đến nhà cậu bé, bước đến giường bệnh và chào khẽ bằng giọng điệu vui vẻ của ông già Noel. Tuy nhiên, cậu bé trả lời một cách thẳng thắn bằng giọng yếu ớt rằng người ta nói là cậu sắp chết. Smith cho biết khi nghe lời nói đó của cậu bé 5 tuổi, anh rất xúc động, nhưng gắn giấu đi xúc động thật. Smith nói với cậu bé là những con tuần lộc của ông già Noel đang đứng trước cửa và chúng mang theo quà đặc biệt cho cậu bé. Khi ấy đôi mắt cậu sáng lên trong niềm vui, cậu gắng sức ôm lấy ông già Noel và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Smith. Smith vẫn còn xúc động sau sự việc xảy ra, nhưng anh nói rằng công việc của một ông già Noel là mang niềm vui đến cho mọi trẻ em trong dịp giáng sinh. Tiệm cắt tóc lưu động đầu tiên ra đời. Mọi người đã quen thấy xe bán đồ ăn food truck Nay, những người dân tại Edmonton đã thấy một xe cắt tóc Mobile Barbershop, đây cũng là tiệm cắt tóc lưu động đầu tiên tại Edmonton. Vào đầu năm nay, Farhart tìm thấy một nơi để thuê cho mục đích mở tiệm cắt tóc, tuy nhiên giá cả quá cao và lệ phí khoảng 7.000 một tháng. Chính vì vậy mà ông nghĩ rằng mình phải tính giá cắt tóc lên đến 45 đô la mỗi người, tuy nhiên cái giá đó quá cao, không thể cạnh tranh. Trong lúc tìm kiếm nơi để thuê downtown Edmonton nhưng không thể tìm ra, nhưng ông lại có ý tưởng mở một tiệm cắt tóc lưu động trên xe khi nhìn thấy những chiếc xe bán thức ăn nhanh food truck chạy ngoài đường. Sau khi quyết tâm và có giấy phép kinh doanh từ chính quyền thành phố Edmonton, ông Fahad đã mua một chiếc xe van và chuyển đổi nó thành một tiệm cắt tóc lưu động. Thế là từ đó Mobile Barber Cut and Run ra đời. Giờ đây, người dân khu Downtown Edmonton đã nhìn thấy tiệm cắt tóc lưu động trong trung tâm Downtown 5 ngày mỗi tuần tại khu vực Rice Howard Way, chính là nơi ông không phải trả tiền thuê, nên giá cắt tóc sẽ giảm xuống còn một nửa, xuống còn giá 21 đô la cho mỗi lần cắt. Tiêu chuẩn mới trong việc xây cất nhà ở Canada Theo quy định mới của The Canadian Home Builder Association, những tiêu chuẩn mới được đưa ra cho các nhà thầu xây dựng nhà mới nhằm giúp người dân tiết kiệm điện hơn. Với các tiêu chuẩn mới này, The Canadian Home Builder Association, hiệp hội các nhà thầu xây dựng Canada, CSBA, yêu cầu các nhà thầu khi xây dựng nhà mới thì phải bỏ thêm insulation, lớp cách nhiệt, sử dụng cửa sổ tốt hơn và gắn hệ thống lò sưởi năng suất cao hơn nhưng ít tốn điện hơn. Theo CSBA, tiêu chuẩn mới này được áp dụng trên toàn quốc nó sẽ tạo ra sự thoải mái hơn cho người dân và nhằm bảo vệ môi trường, giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cũng theo CHBA, với tiêu chuẩn này thì người dân mua nhà trung bình sẽ phải trả thêm khoảng 5.000 đô la cho một căn nhà rộng khoảng 2.000 square feet với giá 400.000 đô la. Đại diện của CHBA nói rằng con số này là không đáng kể so với số nhà và nó sẽ được bù đắp từ việc tiết kiệm điện của người dân. Tỷ lệ người Canada sinh con muộn tăng nhanh Theo một báo cáo mới từ Cơ quan Thống kê Canada Statistics Canada, tỷ lệ phụ nữ Canada sinh con muộn đang tăng nhanh. Theo thống kê, vào năm 2013, hơn một nửa số phụ nữ sinh con ở độ tuổi từ 30 đến 49, trong khi tỷ lệ này vào năm 1993 chỉ có 39.6%. Đáng chú ý hơn là tỷ lệ phụ nữ sinh con ở độ tuổi ngoài 40 chiếm 3,5%. Tỷ lệ này cách đây một thập kỷ là 2.7% và 1.3 vào hai thập kỷ trước. Vào năm 1993, 60.4% phụ nữ Canada sinh con ở độ tuổi dưới 30. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã sụt giảm đến năm 2013, chỉ còn 45.6%. Cũng theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ sinh con lần đầu ở độ tuổi 30 đến 49 đã tăng nhanh trong khoảng thời gian từ năm 1993 và năm 2013. Trong thực tế, tỷ lệ phụ nữ sinh con đầu lòng ở độ tuổi từ 35 đến 39 đã tăng gấp đôi, từ mức 5.4% vào năm 1993 lên mức 10.7% vào năm 2013. Báo cáo cũng nhấn mạnh đến các phụ nữ trẻ, theo đó tỷ lệ phụ nữ sinh con dưới 20 tuổi đã giảm từ 6.1% từ năm 1993 xuống mức 3.1% vào năm 2013 và tỷ lệ phụ nữ sinh con lần đầu ở độ tuổi dưới 20 đã giảm từ 11.6% vào năm 1993 xuống còn 6% vào năm 2013. Qua thống kê cho thấy phụ nữ Canada ngày càng có xu hướng sinh con muộn. Điều này sẽ gây bất lợi cho Canada được cho là đang có dân số già. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày 18 tháng 12. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình sẽ được tiếp tục phần tin giải trí ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình